cuối tuần rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tôi hỏi sao trả lời của kênh truyền hình SCTV 14. Và ngày hôm nay thì chuyên mục Tôi hỏi sao trả lời lại được gặp gỡ nam diễn viên đẹp trai anh Lý Hùng. Hôm nay Lý Hùng được trở lại chương trình Tôi hỏi sao trả lời. Chắc có lẽ tiết mục này, cái chương trình hôm nay là ba anh em của tôi trò chuyện rất là vui. Chuyện đời tư ha. Có thể là MC hỏi tôi có quyền hỏi lại nha. Không sao đâu. Thì bình chuyện... thường là tôi hỏi sao trả lời, hôm nay gặp anh Hùng thì anh Hùng có thể là sao hỏi hai đứa tôi trả lời. Rồi hôm nay sẵn sàng Lý Hùng trả lời. Rồi bây giờ bắt đầu trước từ Đông Nguyên đi. Em được biết là ngoài nghề diễn viên thì anh Hùng còn tham gia rất là nhiều hoạt động xã hội khác, và đặc biệt là anh còn đi hát nữa đúng không anh? Tới ngày hôm nay thì Lý Hùng cũng chia sẻ là làm cũng nhiều nghề. Ngoài đóng phim ra thì anh Lý Hùng cũng thường đi tham gia chương trình ca nhạc. Đó là cái niềm đam mê của mình. Vậy bây giờ thì anh Lý Hùng có thể tặng cho quý khán giả xem đài câu hát tại ngay trường quay lúc này. Nếu mà đề nghị vậy thì anh sẽ làm một cái tiết mục vui, mà thường thường mà hát mình nó buồn lắm. Hát phải có người múa. Bây giờ đề nghị của Thượng múa đi ha. Em nói thiệt với anh, chương trình này đã mời đến đây rất rất là nhiều diễn viên, nhưng mà chưa bao giờ có một ca sĩ mà đòi hỏi MC mà múa. Đó vậy mới lạ chứ. Bây giờ hát một ca khúc cho bộ phim luôn, hát nhạc phim mà của nhạc sĩ Vũ Việt, được mang tên Yêu đời nhé em. Người yêu em ơi em chớ nên buồn nhé em, người yêu em ơi em chớ nên sầu nhé em. Trời ơi, vì anh lòng mãi yêu em và anh nguyện cho mai sau mãi không đòi thay. Tình yêu ta trao hôm nào vẫn còn ấm êm, và em như ngôi sao kia trên trời sáng soi. Từng đêm còn mãi lấp lánh, đời vui tình vẫn mãi ha. Hơi người yêu dấu. Trời đất ơi, bạn tôi múa giống như cây củi. Mình vui là chính mà. Phải nói rằng là Quốc Thượng biết anh Lý Hùng từ thời nhỏ xíu kìa. Cái thời mà anh rất là nổi tiếng với các vai diễn, phải nói đi vào lòng người. Vậy thì xin hỏi anh, trong cái thời mà phim mà trước đây á, với phim bây giờ đó, anh thấy như thế nào? Nói về cái phim ảnh mà trước đây và bây giờ thì tất nhiên là có thể là hai cái hoàn toàn khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Lý Hùng muốn nói là gì? Hồi xưa mà thời mà phim thị trường năm thập niên 90 á, thì họ làm rất là kỹ, một cái kịch bản họ chỉnh chu, họ làm bộ phim 90 phút thôi, chiếu ở rạp thì gần 2 tháng trời. Bây giờ lại khác hoàn toàn, một phim 30 tập. Thuận biết rồi. 30 tập, 40 tập có thể làm chừng 2 tháng rồi, 2 tháng rưỡi, 3 tháng. Nếu kỹ hơn là khoảng 4 tháng. Thì cái tốc độ làm thì có thể là bây giờ chúng ta hiện đại hơn, may mắn hơn. Là có những cái công nghệ máy móc là tốt nè, ánh sáng tốt nè, rồi có những cái thể là vân vân. PA diễn viên nữa, rất là nhanh. Hồi xưa Lý Hùng đóng phim đâu có ai viết báo xong một tuần lễ sau mới có, hoặc là một tháng sau mới có. Còn bây giờ là trong vòng 1 phút 2 phút là lên mạng ngay. Thì nó hai cái hoàn toàn khác nhau, thì đó là cái điều có cái thuận lợi và có cái cũng không thuận lợi. Nhưng mà chúng ta không nên làm ẩu. Ẩu quá thì khán giả sẽ đào thải. Nào bây giờ xin mời các khán giả cùng đón xem một trích đoạn của diễn viên Lý Hùng trong vai Thiếu Thái Dũng trong bộ phim Đường Chân Trời quý vị nhé. Xin hỏi, số máy này vừa nhắn tin số máy tôi, xin cho biết thông tin chính xác à? Dậy tất cả về đội. Dậy lên, dậy lên. Anh Dũng ơi, nó đã giết chết anh Kiên đó. Vậy sao ở bệnh viện á? Tôi hỏi Tuyết, tôi không nói thật. Tôi làm như vậy là che giấu tội phạm. Anh Hùng nè, em có một câu hỏi mà chắc không phải một mình em đâu, mà còn rất là nhiều fan nữ đang thắc mắc. Là anh là một gương mặt quá sáng giá trên màn ảnh nhỏ nè, đẹp trai, tài hoa, thì không biết lý do gì mà bây giờ anh vẫn còn là độc thân vui tính vậy? Chương trình có hỏi thì Lý Hùng cũng xin trả lời một câu rất ngắn gọn là cái duyên nợ chưa đến Lý Hùng. Lý Hùng hy vọng là có thể năm sau hoặc năm tới gì á, các bạn trên đài, các khán giả các nước sẽ có một tin vui là Lý Hùng sẽ mời quý vị đến dự đám cưới của Lý Hùng. Đó là cái điều mà Lý Hùng muốn chia sẻ. Ông trà chiếc nhẫn cho anh. Đấy, nhẫn này nhẫn cưới của em, nó em trà vô đây. Sao muốn cưới thôi ạ? Phải công nhận một điều là Lý Hùng không phải là một người diễn viên có scandal, nói chung là một diễn viên sạch, đúng không anh? Vậy thì anh có dự định gì cho công việc cũng như là tương lai của anh hay không? 5-10 năm nữa Lý Hùng cảm thấy không làm phim được nữa. Thì chúng ta sẽ bước vào một là kinh doanh, không là nhà sản xuất phim, còn không là làm đạo diễn. Quốc Thượng cũng như Đông Nguyên rất là cảm ơn Lý Hùng đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị, rất là vui. Hôm nay thì lần thứ 2 Lý Hùng trở về chương trình, và không biết nói gì hơn, xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.
Xin mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường Chân Trời đã phát sóng trên kênh SCTV14 quý vị nhé. Và quý vị đừng quên đón xem chuyên mục Tôi Hỏi Sao Trả Lời của kênh truyền hình SCTV14. Quốc Luận xin cảm ơn nhãn hàng Katoko đã tài trợ phục trang cho chương trình. We'll be right back.